Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chú Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng vào đời sống. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và truyền tải đến các bạn chủ đề mới. Và đây cũng chính là cái tướng tai của một bạn đã gửi cho mình qua trang fanpage. Bằng sự hữu duyên cho nên mình muốn chia sẻ và phân tích đến tất cả các bạn, và cũng như là giúp cho bạn này có được một số cái định hướng. Và đây chính là tướng tai phải nói rất đặc biệt. Tại vì sao mà nó đặc biệt thì các bạn cùng hãy chiêm nghiệm. Bởi vì bàn tay này có những cái phúc tướng, nhưng mà chưa chắc gì cái phúc tướng đó nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái điều gì đó thuận lợi may mắn ở thời điểm hiện tại, mà nó cần phải có một cái thời gian khi mà chúng ta tích lũy đầy đủ những cái công đức và cái phước đức của mình thì nó mới thể hiện ra cho chúng ta những cái điều đó. Trước tiên chúng ta đi vào phần tổng thể. Chúng ta thấy bàn tay này nó có một cái điều là cái ngón trỏ. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy thông thường thì cái ngón trỏ nó phải thẳng và nó phải đứng có một cái thế của nó, thì những người đó mới có cái tố chất về họ quản lý, lãnh đạo, hoặc là họ có cái khả năng đi đầu, xông pha ra bất kỳ một cái lĩnh vực gì họ cũng là một người đứng đầu. Nhưng mà với những người có cái ngón trỏ ôm sát cái ngón cái như thế này về nhân tướng học thì nó cho chúng ta biết rằng người này tuy rằng họ là một người có cái tố chất về khả năng lãnh đạo, nhưng mà nhiều khi họ cũng còn cái điều gì đó rụt rè nhút nhát, họ chưa đầy đủ sự tự tin. Mà ở những cái video trước đây mình cũng đã chia sẻ đến tất cả các bạn, một người mà khi mà chúng ta xem xét lại mình có đầy đủ cái phước hay không, thì một trong những cái yếu tố để cho chúng ta biết được đó chính là cái sự tự tin của mình. Một người mà họ có đầy đủ cái phước thì họ làm việc gì họ cũng sẽ rất tự tin, bởi vì cái bản lĩnh của họ có, cái chính kiến của họ có, trí tuệ của họ có, cái nền móng của họ có. Cho nên những người đó họ rất tự tin. Và cái yếu tố này nó cho chúng ta suy xét lại những cái vấn đề đó. Chúng ta phân tích tiếp về những cái yếu tố khác giữa ngón cái, giữa cái ngón út và cái ngón áp út, nó cũng có một cái sự kháng kích với nhau. Điều này nó cho thấy rằng giữa cái mối quan hệ giữa mình và con cái và bạn bè của mình, nó cũng là một cái yếu tố rất thuận lợi. Có thể nói rằng cái quan hệ này nó có một cái sự kháng kích với nhau, cho nên có thể hợp tác làm ăn được. Và cái tướng tai này là một trong những cái tướng tai mà nó cho chúng ta thấy được rằng là người này cũng là một người có khả năng chi tiêu tiền bạc rất tốt. Cái đặc điểm tiếp theo nữa chúng ta sẽ phân tích về cái màu sắc, cái sắc diện của bàn tay. Sắc diện của bàn tay này rất tốt. Có thể nói là ở cái thời điểm hiện tại chúng ta thấy, đặc biệt là cái khu vực giữa cái bên đường này, khu vực giữa cái bên đường, chúng ta thấy rất là sáng và nó có một cái sự thu nhuận, cho thấy rằng ở cái thời điểm hiện tại cái trí tuệ của người này đã có một cái sự gọi là thông thoáng, không có một cái sự u sầu phiền não nào đó. Tuy nhiên về bên trong gia đình của mình cũng có cái sự phiền muộn. Cái sự phiền muộn này từ trong gia đình của mình, còn về chính cái bản thân của mình thì có thể nói khu vực giữa bên đường này là một trong những cái biểu hiện rất tốt. Nó thể hiện cái sự thông minh và có cái sự nào đó sáng suốt ở chính cái suy nghĩ của mình. Và chúng ta phân tích tiếp về các cái gò. Chúng ta thấy gò mộc tinh của bạn này rất cao và nó nổi trội như thế này, thì rõ ràng đây là một người họ chắc chắn họ sẽ là một người tin vào cái khả năng về huyền bí, về tâm linh. Những người này họ rất sùng đạo, sùng bái, và họ cũng có cái tố chất về cái khả năng lãnh đạo quản lý như lúc đầu mình đã chia sẻ và phân tích. Những người nào có gò mộc tinh cao như thế này thì chắc chắn là họ sẽ có địa vị, đi đâu họ cũng sẽ được trên cơ người khác. Đây cũng chính là một trong những cái biểu hiện của những người họ có cái khả năng đứng đầu. Tuy nhiên về cái sự rụt rè đó, như lúc đầu mình đã phân tích, nó cũng là một cái yếu tố để kìm hãm bằng này. Nếu như mà ra đầu tư kinh doanh thì nó cũng còn điều gì đó nó rụt rè, cần phải có một cái người dẫn dắt, hoặc là một cái người bạn nào đó họ đã đi trước mình một bước thì người này sẽ rất tự tin. Chúng ta phân tích tiếp với những yếu tố khác. Chúng ta thấy đường tâm đạo của bạn này,
đây là một người có cái đường tâm đạo mà phải nói là nó đi một mạch, đi thẳng tới cái chỗ cái gò thủy cái gò Mộc Tinh và cái gò Thổ Tinh. Người này phải nói là cũng thời gian đầu của họ là một người cũng rất là được lòng của người khác, đặc biệt là những người khác giới của mình, rất là có cái dễ chiếm được cái tình cảm của những cái người này. Tuy nhiên cái đặc điểm của người này là nhiều khi họ cũng có một cái sự nóng tính, nóng nảy. Nhiều khi nó hơi gọi là trong lòng của mình hơi bực bội, cho nên nhiều cái suy nghĩ nó chưa được chứng chắn, và nhiều khi cái hành động dẫn đến cái hành động nó sai lầm. Và những đặc điểm của những người này thường là như vậy. Cái gọi một tinh cao và cái cung phúc đức cái chỗ này cũng như vậy. Cái gò quả tinh dương nhất này nó nhô cao đầy đặn, nó cho thấy rằng đây là một người họ sở hữu có những cái âm phúc chứ không phải là không có. Bởi vì chúng ta thấy là bên trong của cái bàn tay của bạn này cũng có những cái đường âm đức như thế này. Trong cuộc sống của họ sẽ luôn gặp được những cái quý nhân phù trợ giúp đỡ mình vượt qua những cái nghịch cảnh ở trong cái cuộc sống. Và một cái đặc điểm nữa, chúng ta thấy rằng cái trí đạo của bạn này phải nói rất dài. Có thể nói 10 người thì chắc chỉ có một người có đường trí đạo như thế này thôi. Những người này họ rất thông minh, rất nhạy bén và họ có cái trực giác rất mạnh. Những người này thường là họ có cái giác quan thứ 6 rất tốt. Nếu như mà các bạn sở hữu cái tướng tay này hoặc là người thân của mình sở hữu những cái điều như thế này thì rõ ràng các bạn sẽ không bao giờ nói dối được những người này, bởi vì cái trực giác của họ rất mạnh. Họ có thể cảm nhận được cái nguồn từ trường mà có khả năng đọc luôn cái suy nghĩ của những người đối diện, bởi vì những người này họ có cái trực giác rất mạnh. Có trực giác rất mạnh, họ có thể là một cái bậc thầy về mặt tâm linh và có những cái sự gọi là dự báo trước được đối với những người khác. Và chúng ta phân tích tiếp tới những yếu tố khác, chúng ta thấy cái đường sinh đạo của bạn này phải nói là rất đậm. Trong ba cái đường tam tài, tâm đạo, trí đạo và đường sinh đạo, phải nói ba đường đều rất tốt, rõ ràng, sâu dày, thì nó thể hiện đây là một người biết thân, cân bằng ở trong cuộc sống, là một người có sức khỏe tốt, có một cái suy nghĩ chứng chắn, có một cái tâm lương thiện. Và khi mà họ đã làm thì sẽ làm rất tận tụy, nhiệt tâm với công việc. Đây là một trong những cái đặc điểm cho thấy rằng những người thành công thì họ nhất định phải có những yếu tố đó. Kết hợp với cái đường định mệnh này, chúng ta thấy đây là một cái đường định mệnh. Đường định mệnh này phải nói cũng rất đẹp, rất cao. Những người này thường là họ sẽ làm chủ, làm thầy. Đường định mệnh này không phải ai cũng có, mà đặc biệt nó có như thế này thì chắc chắn người này họ sẽ là một cái người có địa vị trong xã hội. Ở dưới một người nhưng mà trên rất nhiều người. Chứ dù họ làm ở bất kỳ lĩnh vực nào thì họ cũng sẽ có một cái địa thế, một cái địa vị. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái sự trắc trở trong cái chuyện tình cảm, đó là những cái khu vực này nó cũng có những cái đường đi xuống và nó hình thành những cái vùng tam giác ở chỗ này, thì cho thấy rằng cái sự trắc trở trong cái chuyện tình cảm và thậm chí là cái chuyện đầu tư kinh doanh của mình cũng có một cái sự thất bại. Nó từ tầm ở cái độ tuổi tầm 35 trở đi thì trong cái cung khoảng thời gian đó nó sẽ có những cái biến cố về cái chuyện gia đạo và cái chuyện đầu tư hợp tác kinh doanh của mình. Con người chúng ta ai cũng vậy thôi, có một cái vận trình của nó. Không ai là có một cái vận trình họ đi lên suốt cuộc đời của mình, và cũng không ai có cái vận trình mà họ gian khổ suốt, phải có những lúc thăng lúc trầm, phải có như vậy. Và chúng ta phân tích tiếp tới những cái yếu tố khác, chúng ta thấy rằng ở cái khu vực của cái đường tâm đạo nó cũng có một số dấu hiệu nó cho thấy bạn này sẽ có rất nhiều cái đất đai và nhà cửa. Những người này thường là họ sẽ có được cái sự giàu sang phú quý, nhưng mà cái sự giàu sang phú quý đó phải ở ngoài độ tuổi 50 thì họ mới sẽ cảm nhận được. Bởi vì chúng ta biết đây là một cái dấu hiệu rất tốt, đây là một cái dấu hiệu có thể nói là một cái con cá
nó xuất hiện ở cái gò Thái Âm. Con cá mà nó xuất hiện ở cái gò này, tức là ở cái khu vực này, rất đắc địa. Cung khảm là nó thể hiện là cái cửa sông, cửa biển mà cái con cá này nó bơi lên. Như thế này nữa thì rõ ràng cái khu vực này rất đắc địa. Người này đi xa chắc chắn sẽ gặp được quế nhân, từ đó sẽ làm nên cái cơ nghiệp của mình. Tuy nhiên cơ nghiệp đó nó phải đợi cho đến những tầm 50 tuổi trở đi. Nếu như mà sớm hơn thì nó có thể rơi vào những năm 40. Đó là một trong những cái dấu hiệu nó rất tốt. Nó thể hiện cái hậu vận của họ. Và những cái đường này nó không phải là những cái đường mà nó thể hiện cái sự phá sản hay một cái sự thất bại nào đó trong kinh doanh. Các bạn có những cái đường này thì các bạn hãy yên tâm lo lắng. Nó không phải như những cái dấu hiệu mà các sách vở trước đây nó đã ghi. Nó cũng có thể là một phần đúng, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào những cái đường khác nó ảnh hưởng tác động đến như thế nào nữa. Mà cụ thể với tướng tài như thế này thì rõ ràng người này họ sẽ có một cái cơ hội, hai cơ hội nào đó đi phương xa để lập nghiệp, và từ đó sẽ có một cái sự thăng tiến vượt bậc. Và chúng ta thấy được rằng đây là một cái tướng tài của một người có một cái căn quả rất tốt, tướng tài hồng hào và có cái đường chỉ tài, những cái đường con cá và cái đường trí đạo rất mạnh, rất rõ ràng, và kết hợp với cái đường định bờ như thế này nữa thì rõ ràng tuy rằng cái thời trung vận của họ chắc chắn sẽ gặp được những cái nghịch cảnh, nhưng mà có một số cái dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng con đường tu tập của mình nó là đúng, thì chúng ta sẽ biết và cảm nhận được những người nào mà họ càng tu dưỡng đạo đức của mình, càng tu sửa thì chắc chắn sẽ có những cái dấu hiệu như thế này. Và mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để cho những người nào mà họ đang tu tập thì họ sẽ cảm nhận được mình đang tu trên con đường đúng hay là sai. Và những người họ tu đúng thì họ sẽ có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là về tướng diện. Những người mà họ tu tốt thì tướng diện của họ sẽ rất tốt, rất đẹp. Bởi vì tâm nó sinh tướng. Một người mà tu đúng thì chắc chắn họ sẽ có cái tướng mạo nó đẹp đẽ, thanh tao, dáng đi cũng rất là nhẹ nhàng, thể hiện một cái sự thanh thoát, một cái sự thoát tục của họ. Đây là cái đặc điểm đầu tiên, là cái về tướng mạo. Thứ hai là về cái giọng nói của họ. Những người mà tu đúng thì chắc chắn họ sẽ có một cái giọng nói trầm ấm, tạo được một cái sự thiện cảm đối với người khác ngay từ cái cất ra cái giọng nói, cái âm thanh đầu tiên của họ. Bởi vì cũng chính xuất phát từ cái tâm. Những người có cái lòng từ thì cái tâm của họ cũng sẽ rất từ, và cái giọng nói của họ toát ra một cái khí chất nào đó mà khiến cho người khác có thể cảm được đây là một sự uy đức của họ có được từ sự tu tập. Đó là cái yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba, nếu như mà một người tu đúng thì chắc chắn họ sẽ là một người có một cái chánh kiến. Có cái chánh kiến ở đây tức là họ luôn luôn hướng về những cái điều đúng, mà đầu tiên đó chính là việc cung kính, tôn kính những bậc thánh và biết tôn kính Tam Bảo. Đây là cái điều kiện rất quan trọng, bởi vì những người tu đúng thì chắc chắn họ sẽ có được cái con đường đi đúng và cái người thầy đúng. Mà cái con đường đi đúng và người thầy đúng đó chính là tôn kính những bậc thánh. Và cái yếu tố thứ tư nữa để thể hiện rằng người đó tu đúng với chánh niệm, chánh pháp thì rõ ràng về tương lai hậu vận của họ sẽ là có một cái cuộc sống rất an nhàn. Nhiều khi họ không nghĩ đến tiền, nhưng mà tiền nó tự có. Những cái mà họ không bao giờ nghĩ tới thì sau này nó sẽ có, bởi vì đó là những cái quả mà chắc chắn họ sẽ nhận được ở về sau này, khi mà trước đó họ đã gieo lên một số cái việc làm, hoặc là thậm chí rất nhiều những cái điều phước thiện. Và cái điều cuối cùng đó chính là cái sự khiêm hạ và cái lòng yêu thương của người đó ngày càng càng mở rộng hơn. Những người mà họ tu đúng thì chắc chắn một điều rằng cái tâm từ bi của họ rất lớn,
họ sẽ càng ngày càng yêu thương được rất nhiều người, và thậm chí yêu thương những người mà họ là kẻ thù của mình trước đây. Họ cũng có thể yêu thương được những người đó. Và khi đã đạt đến một cái mức nào đó thì họ sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé và rất thấp. Mình luôn luôn có một cái sự khiêm tốn ở trong đó. Thì đây chính là năm cái yếu tố để nói lên rằng những người họ tu đúng thì chắc chắn sẽ có những cái dấu hiệu như thế này. Và mình cũng xin chúc cho tướng tài của bạn này sẽ sớm gặt hái được những thành công. Những cái điều mà mình chia sẻ qua cái trang fanpage nhắn tin riêng với bạn này thì hy vọng bạn này sẽ thực hiện và cái cuộc sống của bạn này sẽ từ từ nó tốt đẹp hơn. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.